Ngày 26 tháng 9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, mưa lớn đang làm cho nhiều thôn bản, nhiều tuyến đường biên giới bị cô lập. Cụ thể, trên tuyến biên giới đất liền thuộc huyện Minh Hóa, một số nơi nước lên từ 0,5 đến 1 mét, người và phương tiện không qua lại được. Còn đường vào bản Dốc Mây và bản Trung Sơn thuộc xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh thì bị lũ chia cắt nặng. Ngoài ra, quốc lộ 12A, khu vực thuộc bản Y Len, xã Dân Hóa bị sạt lở, khoảng 50 mét khối đất đá, gây ách tắc giao thông. Lực lượng chức năng đã thiết lập cảnh báo và thông báo cho công ty quản lý đường bộ 909 khắc phục điểm sạt lở. Đoạn quốc lộ 9B đi Chút Múc cũng bị sạt lở nặng, phương tiện không qua được. Mưa lũ chia cắt cũng khiến học sinh các điểm trường ở đây phải nghỉ học. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng chức năng đã tăng cường lực lượng, thiết đặt cảnh báo, thông báo, kêu gọi và yêu cầu người dân không qua lại các khu vực nguy hiểm, chuẩn bị ứng phó với thiên tai. Đồng thời, lực lượng chức năng sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra.